Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Gaza sẽ không trở lại như trước đây, Hamas sẽ không còn tồn tại, chúng tôi sẽ loại bỏ mọi thứ, ông Yoav Gallant tuyên bố, báo tin tức cho biết. Cùng với việc thực thi chiến dịch, những thanh kiếm sắt để trả đũa Hamas, quân đội Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trước khi đạt được lệnh ngừng bắn trong 4 ngày với Hamas kể từ ngày 24 tháng 11. Điều đáng chú ý, theo tờ The New York Times ngày 26 tháng 11 là việc Israel tự do sử dụng các loại vũ khí cực lớn ở các khu đô thị đông đúc, bao gồm cả bom nặng 2.000 bảng, hơn 900 kg. Loại bom này do Mỹ sản xuất có thể san phẳng một tòa tháp chung cư. Nó đã gây ngạc nhiên cho nhiều chuyên gia, khi trong các cuộc chiến ở thế kỷ này, quân đội Mỹ cũng chỉ thường sử dụng loại bom nặng 500 bảng. Ngay cả như vậy, các quả bom này được nhìn nhận là quá lớn đối với hầu hết mục tiêu ở đô thị như tại Mosul, Iraq và Raqqa của Syria. Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 60.000 tòa nhà ở dải Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm khoảng một nửa số tòa nhà ở phía bắc dải Gaza. Dải Gaza từng là nơi tập trung dân cư đông đúc bậc nhất thế giới. Sau những đợt oanh tạc, chỉ còn lại là một mảnh đất cằn cỗi, sự sống bị vùi dập dưới đống đổ nát. Các công trình công cộng từng rất kiên cố như bệnh viện, trường học đã bị san phẳng. Nhà cửa của người dân nơi đây cũng không thoát khỏi số phận trở thành những mảnh vụn bê tông lạnh toát. Reuters cũng công bố những video được quay sau khi Israel tấn công dải Gaza hôm ngày 7 tháng 10, cho thấy dải đất này bị tàn phá diện rộng với những miệng hố còn bốc khói đen cùng với các tòa nhà bị san phẳng. Đường phố vắng lặng, chỉ thi thoảng xuất hiện vài người đi qua những đống đổ nát. Các phương tiện như ô tô rất ít trên đường phố. Hãng tin mô tả cảnh tượng hoang tàn như vùng đất trên mặt trăng. Theo Brian Kastner, nhà điều tra vũ khí của Tổ chức Ân xá Quốc tế và cựu sĩ quan xử lý vật liệu nổ trong lực lượng không quân Mỹ, đó là hệ quả của sự kết hợp tồi tệ nhất giữa các yếu tố, sử dụng vũ khí với uy lực cực lớn ở những khu vực cực kỳ đông dân cư. Nhưng không chỉ vậy, hoạt động bắn phá trả đũa còn khiến 80% dân số của dải đất ở Palestine này rơi vào hoàn cảnh không nhà không cửa, sống trong các trại tị nạn hay chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đau lòng hơn, xung đột tới nay đã khiến hơn 14.000 người ở dải Gaza thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra khoảng 10.000 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Người dân ở Gaza hiện đang có những giây phút yên bình hiếm hoi sau 7 tuần xung đột căng thẳng. Họ phải sống trong sự hoang mang lo sợ. Bên tai là tiếng đạn pháo vang lên khắp nơi, trên đầu thì bổ vây những màn không kích liên tục của quân đội Israel. Hơn 14.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel sau khi nước này mở chiến dịch trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm ngày 7 tháng 10, khiến 1.400 người bị chết. Cuộc chiến này không trở lại cho chúng tôi một chỗ trú ngụ an toàn, không nhà thờ, không sinh hoạt tôn giáo hay bất cứ thứ gì. Hôm nay họ rải truyền đơn khuyên chúng tôi rời đi đến nơi được cho là an toàn. Giờ đây chúng tôi đã ở khu vực Wadi Gaza, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bom nổ. Không còn nơi nào là an toàn ở Gaza, người đàn ông giấu tên chia sẻ, theo VN Express. Người này cho biết thêm, chúng tôi có 7 gia đình ở đây, tất cả nhà cửa của chúng tôi đã bị phá hủy, chẳng còn lại gì cả. Chúng tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì, không quần áo, không nước uống, không gì cả. Đường đi đến đây cũng rất khó khăn, nếu chẳng may làm rơi đồ, bạn không được phép nhặt lên, bạn không được phép chậm lại, xác chết ở khắp nơi. Bara, một cô gái 16 tuổi cho biết, cô đã đi bộ rất lâu và qua một chặng đường dài. Bara cho rằng những gì đang xảy ra giống như thảm họa của năm 2023. Chúng tôi đi ngang qua những xác chết không còn nguyên vẹn, đi bên cạnh những chiếc xe tăng. Người Israel yêu cầu chúng tôi bỏ lại quần áo và vứt bớt đồ đạc. Trẻ em rất mệt mỏi vì không có nước. Khader Hamad, một người dân Palestine chia sẻ, những người không liên quan gì đến phong trào Hamas vẫn đang phải hứng chịu bom đạn nên phải chạy trốn về phía nam. Chúng tôi bị không kích dữ dội và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Tôi phải sử dụng xe lừa kéo vì không có ô tô, không có nhiên liệu và nước uống, không còn lại gì cho chúng tôi cả. Hani Bakis, một người Palestine khác cho biết, những người phải di tản mang theo rất ít tài sản trên tay. Một số người ngồi trên xe lừa kéo. Hôm ngày 7 tháng 11, một số người còn mang theo cờ trắng và giơ cao giấy tờ tùy thân khi di chuyển. Một người Palestine có tên Abu Aida nói, xe lừa là phương tiện di chuyển duy nhất còn lại. Không còn năng lượng mặt trời, nhiên liệu cho ô tô và kể cả người có ô tô cũng ngại sử dụng. Tôi không thể đi bộ vì tôi mắc bệnh tiểu đường. Tôi rất khó để có thể đi bộ một chặng đường dài. Một người phụ nữ không nêu tên cho rằng chúng tôi đang bị hủy diệt. Không ai quan tâm đến chúng tôi. Có lẽ bây giờ chúng tôi đã an toàn, nhưng tôi không chắc về những người vẫn còn ở phía sau. Tôi không biết gia đình tôi ở đâu, anh chị em tôi ở phía sau tôi. Vì sợ hãi, tôi không thể nhìn về phía sau.
chúng tôi bắt đầu khởi hành từ bệnh viện Al-Shifa và chứng kiến rất nhiều cái chết trên đường đi. Xác chết, sự tàn phá khắp nơi. Một người khác kể lại, các cuộc không kích liên tục của Israel khiến hàng trăm người ở Gaza thiệt mạng mỗi ngày. Các bệnh viện quá tải và trên bờ vực sụp đổ do thiếu điện, nước sạch, nhiên liệu, vật tư y tế bởi Israel bao vây và phong tỏa. Số nạn nhân tử vong quá lớn trong những ngày qua khiến họ phải nhanh chóng chôn cất người thân mà không thể thực hiện các nghi thức tôn giáo cần thiết. Không còn áp phích quảng cáo, trên các bức tường còn nguyên vẹn dán đầy những tấm ảnh của con tin, người tử vong. Không nhà cửa, không điện đường trường trạm, bao quanh những con người ở đây là khói lửa chiến tranh và sự chết chóc không dự báo. Điều đáng sợ này đã bị thế giới lên án là thảm họa nhân đạo ở Gaza. Chưa bao giờ có một thảm họa nào mà số người chết hầu hết đều là trẻ em và phụ nữ như thế. Ghi nhận từ báo VOV, sau thông báo của Qatar, nước Trung Gian hòa giải chính cho cuộc xung đột cùng với Mỹ và Ai Cập, cả Israel và lực lượng Hamas tối qua đều xác nhận thông tin về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel cũng tuyên bố vẫn cam kết tiêu diệt hoàn toàn Hamas và chấm dứt 16 năm cai trị của nhóm vũ trang này ở Gaza. Điều đó đồng nghĩa với việc nước này vẫn chưa từ bỏ ý định mở rộng cuộc tiến công trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng đã hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng động lực này sẽ được tiếp tục. Chúng tôi hoan nghênh việc lệnh ngừng bắn nhân đạo được gia hạn thêm 2 ngày đến hết ngày 29 tháng 11 theo giờ Israel. Điều này sẽ tạm thời giúp chấm dứt các cuộc giao tranh và tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo. Chúng tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài hơn nữa và sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho rằng đã đến lúc thực thi giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt hoàn toàn những căng thẳng kéo dài giữa người Israel và người Palestine. Cộng đồng quốc tế có khả năng và cơ chế để thực thi giải pháp hai nhà nước. Các vấn đề đã được hai bên đàm phán trong suốt 3 thập kỷ và chúng ta không thể để xung đột tái diễn do các chính sách không ủng hộ hòa bình và sự phân cực ngày càng gia tăng. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc thực hiện giải pháp hai nhà nước, đã đến lúc thành lập nhà nước Palestine để cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này. Đối với nhiều người ở Gaza, lệnh ngừng bắn mang đến cho họ hy vọng nhưng cũng là sự đau lòng khi lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ sự tàn phá của cuộc xung đột. Một đoạn phim mà hãng tin AP ghi lại được cho thấy một khu phức hợp gồm các tòa nhà dân cư nhiều tầng ở thị trấn miền Bắc Beit Hanan đã bị san phẳng. Hầu hết các ngôi nhà đều bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, một số chỉ còn trơ khung bê tông. Chiến dịch quân sự của Israel đã khiến 3/4 dân số Gaza phải rời bỏ nhà cửa và hiện tại, hầu hết trong số 2,3 triệu dân của thành phố này đã di dời tới khu vực miền Nam. Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông càng làm cuộc sống của họ thêm phần khó khăn. Tôi đến từ phương Bắc và ở đó chẳng còn gì cả. Miền Bắc đã bị san phẳng, không ai biết nhà của mình ở đâu, không biết tương lai sẽ ra sao. Cuộc sống thật khó khăn, mọi người đều cố gắng tìm chút gì để ăn, để duy trì sự sống và đảm bảo an toàn cho bản thân. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thỏa thuận ngừng bắn giúp tăng quy mô cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân. Tuy nhiên, con số 160 đến 200 xe tải mỗi ngày vẫn chưa bằng một nửa số lượng mà Gaza nhập khẩu trước xung đột. Lệnh ngừng bắn đã mang lại tia hy vọng giữa bóng tối của chiến tranh. Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho những người dân khốn khổ ở dải Gaza, dẫu biết rằng điều đó là không đủ cũng như không thấm vào đâu so với nhu cầu và quy mô cuộc khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt. Các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Hamas, cũng như ngăn không cho xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel, bờ Tây và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tuần này để thảo luận về việc trao trả các con tin, duy trì các dòng viện trợ, cũng như tương lai của dải Gaza và sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc lập. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.